Rồi, hello bạn, chào mừng bạn đã đến với YouTube channel của Thanh Nguyên con. Thì hồi lúc trước mình gặp là tháng mấy 2021 tháng 10 là sau hơn nửa năm đó mình có gặp lại. Thì đợt đó là mình cũng có gặp hai anh em này, nhưng mà hai người ở trong hai clip riêng đó. Thì lúc trước là bạn đầu tiên là bạn Phát Đại Hiệp sinh năm 2K đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Lúc trước là clip trước là em chia sẻ là lên được 27 cm nha. 27 cm anh, từ 1m46 lên khoảng 1m73. Bây giờ hiện tại vẫn đang đứng ở chiều cao đó. Hiện tại là có tập gì không em, hay là đứng? Dạ hiện tại thì lâu lâu thì em có tập yoga với lại hít đất với lại bơi lội này nọ. Sau hơn 6 tháng, 7-8 tháng gì đó em vẫn chưa lên được đúng không? Dạ vâng, vẫn đứng luôn ở chiều cao vậy. Thì bạn Dũng là lúc trước clip hồi 8 tháng trước là bạn ấy có lên được 3 cm, mít 7 lên mít 8 nha. Đúng rồi. Thì sau 8 tháng là có lên được cm này không em? Dạ không, em bị chứng luôn. Bị chứng luôn. Bây giờ em đang tập yoga. 8 tháng đó có tập gì không? Hay là bỏ em? Dạ em bỏ. Thì không biết là kế hoạch kế tiếp là em có tiếp theo em có định tập gì không? Để em tập yoga đánh hổ mang với lại Pilates rollover. Tập dạ. Cho khỏe ha. Dạ đúng rồi. Hai bạn đứng đây là kiểu lần đầu tiên mình có clip chung với ba bạn. Lúc trước là hai bạn có gặp nhau rồi đúng không? Kiểu trong cộng đồng phát triển yoga gặp. Mấy bạn hai đứng. Bạn Phát Đại Hiệp mít 73 và bạn Dũng mít 8. Rồi thì sau 8 tháng gặp lại thì không biết là bạn Phát Đại Hiệp, có thì đổi tên nhiều nhà đâu, còn là Phát Đại Hiệp tên giờ tên Phát thôi luôn. Tấn Phát. Bạn Phát là Tấn Phát thì bạn có chúc anh em trong nhóm tăng chiều cao được gì không? Thì mình chúc các bạn đang trong độ tuổi dậy thì cũng như là sau độ tuổi dậy thì cố gắng nỗ lực hãy tập luyện và chơi thể thao nhiều vào để đạt được những cái chiều cao mong muốn. Anh Dũng muốn chúc anh em trong phát triển chiều cao được gì không? Chúc mấy bạn đạt được chiều cao mong muốn của mình trước tuổi 25. Rồi thì video đã dấu gắn sau buổi gặp gỡ của ba anh em ha trong nhóm tăng chiều cao. Cảm ơn các bạn đã xem video, thấy hay thì bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé. Tạm biệt bạn.